Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thông số vật liệu và ánh sáng ngoại thất trong máy này. Thì cái model này mình có tìm trên 3D Wargao ấy. Thì các bạn, tí nữa mình sẽ để link cho các bạn nào download về thử. Mình có một số thay đổi nhỏ trong cái model này rồi, để cho phù hợp với bài này mình hướng dẫn hơn. Đầu tiên thì mình đi vào bước cài đặt vật liệu trước nhá. Đây, các bạn bật bảng B lên này. Ấn giữ phím An này để chọn vật liệu. Các bạn vào bảng Asset Editor này, Play, ấn mũi tên này. Rồi. Đây các bạn click vào cái Take to a Slot này thì các bạn thấy cái dấu chấm vàng đây, tức là cái model này mình tải về trên mạng nó đang bị mất đường dẫn. Để load lại đường dẫn ấy thì các bạn mở Play này, File Pack Editor. Đây, có những cái vật liệu mà nó hiển thị ô vuông màu vàng này thì nó đang bị lỗi. Các bạn chọn tất cả các vật liệu đấy, ấn vào Archive JPEG này. Đấy, các bạn nó sẽ link đến một cái thư mục Texture của Vray for SketchUp. Các bạn select folder này. Đấy, khi nó hiện màu xanh thì là nó đã lấy lại được đường dẫn rồi. Đây, nó đã hiện lại đường dẫn rồi, nó không bị lỗi vàng nữa. Thì đối với vật liệu gỗ thì trước tiên mình sẽ cho nó cái phản xạ. Các bạn nên để màu ghi thôi, không nên để màu trắng quá. Mình chuyển sang floor này cho dễ nhìn hơn. Đây, ở cái phần Diffusion Glossiness này các bạn nên để 0.8. Ok, giờ mình cho nó một chút băm nhé. Để làm map băm thì các bạn click vào đây này. Open nó bằng Photoshop. Thì thường nếu mà một số bạn mà download được cái bộ map chuẩn ấy thì nó sẽ có map cả map map màu sắc rồi, map băm và map reflection ấy. Đây thì mình down về nó mình tự làm này. Mình chuyển nó về màu đen này. Các bạn save S nó lại, file JPEG. Mình hướng dẫn các bạn làm vật liệu cơ bản này. Để cho, vì thực ra render ngoại thất ấy, mình nhìn khung cảnh chủ yếu. Mình cũng không nên làm vật liệu quá chi tiết vì mình cũng không nhìn rõ. Đây các bạn nhìn thấy sàn nó đã xuất hiện vết băm này. Giờ mình để giảm cái amount này xuống khoảng 0.1 xuống 0.1 thôi. Ok, giờ mình đã có một vật liệu sàn gỗ. Nếu mà ở đây thì nó dựng tương đối chi tiết này, từng map gỗ một. Nếu các bạn mà đổ bằng map ấy thì các bạn có thể load cái vật liệu băm mà hình đen trắng ấy, nó có những cái ghép gỗ này thì nó sẽ được một cái sàn gỗ. Tương tự mình sẽ làm cái map gỗ này. Rồi đến cái sắt sơn này, các bạn để màu trắng cũng được. Đây để đây 0.75 này. Rồi mình thêm cho nó một cái map băm cơ bản nữa. Đây mình có map này nhá. Các bạn open này. Đây mình đã có một cái map sắt sơn tĩnh điện. Ok, còn vật liệu gì nhỉ? Vật liệu này này. Vật liệu này thì thực ra nó không ảnh hưởng nhiều đến, nó rất nhỏ. Vì trong gen ngoại thất ấy, các vật liệu nó rất xa, để dựng chi tiết thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian render của bài. Cái này các bạn cho nó một cái đề phản xạ rất nhỏ thôi. Mình cũng lại tạo cho nó cái map băm. Về vật liệu thì phần cơ bản thì các bạn chỉ nên làm phản xạ và băm đơn giản thế này thôi, cũng không cần làm chuyên sâu quá. Ok, mình có móc kính này. Để phản xạ phần kính thì các bạn để nguyên màu, để hết màu trắng nhé. Mình cho cái reflection ear này khoảng tầm 2.5 này, để nó phản xạ cái môi trường vào cho nó thêm sinh động. Phần băm thì đây là kính mình là kính phẳng thì mình không làm phần băm map. Cái reflection color này các bạn để màu trắng này. Còn cái phần fog color này, cái phần kính của mình thì thường nó màu xanh nhạt thì các bạn để màu xanh nhạt nhé. Để giảm cái độ xanh này thì các bạn ấn vào fog multi, các bạn để 0.1 này. Nếu mà nhạt quá thì các bạn tăng lên 0.05. Đấy, một chút xanh thôi. Mình dùng luôn cái map này cho nó cùng một loại luôn. Ở đây như các bạn đã thấy này, ở đây đang vẽ là từng group một. Nếu các bạn vẽ thì các bạn nên nó giống nhau thì các bạn nên để component. Khi mình sửa một cái thì tất cả đều theo, thuận tiện cho cái việc các bạn chỉnh sửa lúc up vật liệu này, hay lúc thay đổi vật liệu, hay lúc thay đổi kích thước. Tất cả các vật liệu đang màu đen này, các bạn có thể kiểm tra xem nó có
cùng vật liệu chưa? Nhiều khi màu đen nó gần giống nhau mình lại không biết là mình chỉ là không kiểm tra, mình lại đến khi mình sót chưa làm vật liệu đấy cho nó. Mẹo để các bạn kiểm tra này, khi vật liệu nó đã, các bạn kiểm tra xem đổ cùng hết chưa ấy, thì các bạn ấn vào đây này, các bạn có thể đổi cái màu đi cho nó. Mình đổi thành đây mình đang là màu đen này đúng không, mình lưu lại, rồi bây giờ mình đổi màu đỏ trước đi. Đấy, mình sẽ kiểm tra được hết đấy, tất cả những cái gì cùng vật liệu nó sẽ hiện lên. Xong tí mình lại đổi lại thành màu đen. Đấy là cái cách mà để cho mình kiểm tra nhanh, mình tua nhanh cái bước đổi vật liệu này nhá. Ok, mình đã vừa đổi hết tất cả các vật liệu cho nó cùng vật liệu màu đen, cho nó cùng về vật liệu sắt sơn rồi. Trong một bài, nếu mà các bạn mà những cái vật liệu nó cùng dạng, cùng màu sắc ấy, thì kiểu nên để lại một vật liệu thôi để cho nó bài nó nhẹ hơn. Đây này, cùng một loại kính nhưng mà đây lại rất nhiều cái kính khác nhau. Đây mình cũng lại đổ thêm màu đỏ, cái này mình chuyển về màu đen chứ. Đấy, mình lại trả lại đúng cái màu đen mà lúc nãy của nó. Còn cái kính này thì mình lại phần reflection này. Đấy, các bạn đổ màu nó để kiểm tra xem là. Đây là cái mẹo của mình thấy là tương đối hay. Các bạn sẽ kiểm tra được tất cả các vật liệu kính này nó đã cùng là một vật liệu chưa. Nhưng nhiều khi mình cài này, mình setting một vật liệu, những cái khác mình không để ý, đến khi mình gen ra mình lại phải ngồi mất công lại ngồi setting lại từ đầu. Đấy, sau khi đổi xong rồi các bạn lại trả nó cho nó về. Làm khoảng tầm 5 phút thì các bạn nên Ctrl S lại một lần. Đây, giờ mình xóa cái cam này nhá. Thì đi này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt cam trước này. Các bạn muốn đặt cam này theo cách của mình ấy, thì mình hay ấn vào cái hình người này, mình đứng ở vị trí này. Đó, xong rồi mình nó hiện lên con mắt, mình sẽ di chuyển về cái hướng mình nhìn. Đây, mình nhìn hướng nhà đó. Để mình muốn căn cho cái mép tường này nó thẳng này, để khi gen nó không bị méo hình ấy. Các bạn ấn vào camera này, to point này. Đây, nhìn hai điểm này. Đấy. Trong rồi nó sẽ hiện cái bàn tay này, mình sẽ di chuyển mà mình không sợ bị lệch cái mép đấy. Mình di chuyển sang trái sang phải, dao lên trên lên xuống dưới này để cho nó phù hợp với cái khung nhìn và cái cảnh của các bạn muốn render. Xong rồi mình có thể dùng lệnh zoom này. Hôm nay mình sẽ lấy cái cam này nhá. Ở để thêm một cái scene ấy, các bạn ấn vào view này, animation này, add scene này. Khi chỉnh sửa các bạn muốn update lại thì các bạn vào ấn chuột phải vào cái scene này. Update, đây mình làm thêm một số vật liệu nữa nhá. Vật liệu tường này đi. Đây vật liệu tường đang không có gì này. Mình sẽ đổ tạm cho nó một cái màu. Con này đi. Mình đặt tên cho nó nhá. Mình đặt tên để dễ quản lý. Đặt tên cũng là một cách các bạn kiểm soát được vật liệu. Thì khi các bạn chọn vào những vật liệu cùng màu sắc ấy, các bạn kiểm tra tên của nó xem. Nếu mà trùng tên thì nó là cùng vật liệu rồi. Mình tua qua cái đoạn đổ vật liệu tường nhá. Mình có thấy cái bài này trên Body Warehouse thì mình thấy đẹp thì muốn đa về hướng dẫn các bạn, nhưng mà thấy họ làm dựng theo cảm hứng ngẫu hứng ấy. Gần như tất cả đều để group chứ không có component, nên là chỉnh sửa rất là mất công. Tất cả những cái gì giống nhau thì người ta vẫn không bao giờ để component, chỉ để group thôi. Ok, mình đã đổ xong tường rồi. Bật cái bảng Vector này lên. Phần reflection mình đã để màu cho nên màu ghi nhé. Thì ở đây có cái bảng mà các bạn kiểm tra tính chất vật liệu. Khi các bạn làm vật liệu ấy, thì theo tính chất của nó thì trong cái bảng vừa đây là có cho các bạn tùy chọn này. Nếu các bạn làm vải thì các bạn để cái hình vải này thì mình sẽ hiểu được cái tính chất vật liệu của vải hơn, nó hiển thị rõ ràng hơn. Nhưng mình đang làm sàn thì mình nên bật về phần sàn này. Mình làm phần tường này, mình nên bật về phần tường này. Mình cũng thêm cho nó một cái map băm. Phần tường mình sẽ thêm cho nó cái map băm kiểu dạng như vậy, kiểu dạng sơn này. Về phần vật liệu đẹp hay không thì nó cũng ảnh hưởng đến một phần các bạn chọn cái map. Đây là phần map bê tông này. Đây mình hướng dẫn cho các bạn các vật liệu ở dạng cơ bản thôi. Để mình mục đích chính của mình là
chỉnh sửa ánh sáng, render ngoại thất. Và về phần ngoại thất thì các vật liệu này nó cũng tương đối ổn thôi. Khi mình gen cả cái nhà to này, những cái vật liệu nhỏ xa xa này, mình cũng, kể cả mình làm tốt thì mình cũng không ai zoom lại từng cái chỗ nhỏ này để xem map nó như thế nào. Và thực tế thế, bây giờ mình học ấy, thì mình rất ham học những cái chi tiết đó, nhưng mà đến khi thực tế đi làm ấy, thì cũng gần như chúng ta cũng ít sử dụng đến nó. Còn những về khi phần render ngoại thất ấy, những cái như kiểu bàn ghế trong nhà này, thì mình cũng nên không nên để vật liệu, cài đặt vật liệu cho nó làm gì, vì nó rất là xa, mình không nhìn tới được, nó lại ở trong nhà nữa. Ok, giờ đến phần mình hướng dẫn cho các bạn làm cái vật liệu nước này nhá. Ở đây mình có cái bể bơi này, mình đang để vật liệu nước này. Trước tiên này, mình vào phần này này, bạn tạo một vật liệu là generic, các bạn kích vào đây. Trong mục diffuse, các bạn ấn cái chuột trái vào đây, chọn noise beer. Mục reflection, các bạn để màu trắng. Mục diffraction, các bạn để ear này 0.33 này, là tính chất của nước. Các bạn phần diffraction color, các bạn cài lên màu trắng này, trong suốt này. Về phần màu sắc ấy, thì nước màu xanh ấy, thì các bạn để, các bạn chuyển về xanh. Phần fog multi pinner, các bạn để 0.01, 0.05. Trên phần diffuse này, các bạn copy cái map đấy, copy xuống phần bump, các bạn tích vào phần bump, các bạn paste. Rồi giờ vào phần này thì các bạn ấn phím B, các bạn đổ. Mình gen thử nhá. Đối với các vật liệu khác thì mình không gen test thử, nhưng mà với vật liệu nước thì mình nên test thử. Ok, nước hơi xanh đúng không ạ? Giờ mình sẽ giảm cái fog multiplier. Đây này, cái fog multiplier các bạn giảm xuống 0.2 đi. Nếu mà phần map ấy, các bạn nhìn mà các bạn phần bump này, các bạn thấy nó hơi nhỏ ấy, thì các bạn có thể chỉnh trong này này, lên 800 nhá. Mình chỉnh 800 nhá. Ok, mình sẽ stop lại test thử. Đấy, bớt xanh hơn một chút, mình sẽ phải giảm thêm một chút xanh nữa. 0.1 này. Ok, nước này gần như là tương đối thôi. Phụ thuộc vào cái màu này, cái màu của các bạn chọn này. Nó sẽ ra được cái màu nước đẹp. Để ra được màu nước đẹp ấy thì các bạn nên chọn thay đổi nhiều màu, thay đổi màu sắc liên tục ấy, xong rồi test lại liên tục. Ok, mình giữ màu này nhá. Ok, đấy là mình tạo, hướng dẫn các bạn tạo màu nước, tạo vật liệu nước. Giờ đến bước mình sẽ thêm cây cối này, và một số đồ mình import vào. Đây, trước tiên mình import cái ô tô đây này. Các bạn vào file, import. Ok, đây mình có ô tô, mình đã để sẵn trong folder rồi. Đây, một chiếc MC Naren màu vàng. Ok, mình để góc đấy đi. Mình import một cô gái vào đây. Đây, một cô gái đang đi xuống bể bơi. Sau khi em import các model vào nhé, các bạn hãy kiểm tra lại xem đường dẫn nó có bị mất hay không. Nếu mà mất thì mình phải loát lại. Ok, hai em xinh tươi vào đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu vải nhé. Các bạn chọn một màu bất kỳ này, các bạn đổ cho nó, đặt tên nhé. Và bảng setting này, phần bitmap này, các bạn tích vào. Các bạn chọn phone of color B, trong color A và color B thì các bạn note cho nó một cái bitmap vải vào. Phần A và phần B thì các bạn đều cùng một map nhé. Các bạn tích vào phần B. Các bạn chọn custom gamma curve. Các bạn kéo cái này lên cho nó trắng lên. Các bạn back lại phần phone of tie này. Các bạn chọn flash nail. Ok, thế là mình đã mua được một map vải cơ bản. Mình sẽ chuyển sang vải cho các bạn xem này. Đấy, thì ở những cái phần mép này nó sẽ hơi trắng. Nó có độ trắng ở những cái phần mép này. Đây là phần kính mặt bàn.
tương đối xa thì mình cũng chỉ để mỗi phản xạ thôi, mình nhìn nghiêng mình không nhìn thấy. Ok, bây giờ mình sẽ phần này này, cái áo này mình chọn một màu đi, phần color này để màu xanh này, các bạn copy xuống phần này, các bạn để xanh nhạt hơn, hiện flash cell. Ok, mình sẽ làm phần vải trên này nhé. Hey. Các bạn kích vào đây, chọn bitmap, chọn kích vào bitmap, chọn phone off. Trong phần phone off này, các bạn chọn bitmap này. Các bạn kéo xuống dưới này là copy cho nó. Phần này các bạn để fresh sand này. Trong phần V color B này, các bạn custom gamma này, kéo phần này trắng lên. Ok. À, giờ mình sẽ thêm một số cây cối nhá. Ok, giờ mình sẽ dùng plugin scatter để tạo cỏ cho cái thảm cỏ này nhá. Các bạn để dùng plugin scatter, các bạn ấn vào scatter library là mục thư viện này. Các bạn chọn cái loại cỏ mà các bạn muốn đổ vào này. Ở đây mình chọn cỏ này nhá. Các bạn ấn vào Proxy này, Sender Only này, các bạn load. Ở đây thì có tích vào bề mặt và group này. Đây là đường dẫn này, đây là điểm này. Ở đây thì mình đã chọn tạo một cái này group rồi. Giờ mình sẽ tích vào cái bề mặt này. Đấy, nó đang hỏi mình là phải tích vào group ấy. Các bạn đặt tên cho nó nhé. Ấn vào Generate. Ở đây mình có thể thấy này. Mình xóa hai cái này đi để lại phần cỏ của mình. Đây, các bạn có thể vào đây để chỉnh sửa. Đây, các bạn scale nó này. Mình đang thấy nó hơi nhỏ. Để đây là 180. Đấy, các bạn nhìn thấy nó cao lên không? 120. Ok, các bạn lại ấn vào Generate. Rồi, mình đã xong thảm cỏ. Mình muốn cho một cái cây ở đây nhá. Các bạn dùng plugin Badechi này. Các bạn chọn cái cây các bạn muốn cho vào đấy. Mình cho cây này đi. Ok này. Lúc khi mình cho cái cây với cỏ nó hơi nặng nên nó hơi giật. Ở trong này có cái cây này. Để tránh nó nặng nó giật ấy, thì các bạn chuyển nó về dạng Proxy. Đấy, thì nói chung thì nó nhẹ hơn. Đây, mình cho cây này vào đấy. Ok, cây này trông như cây lựu hay cây roi gì này. Có hoa này. Ok, nó vừa chạm tới trên đỉnh kia. Mình thấy cây đấy nó cũng đẹp, tương đối đẹp ấy. Mình sẽ cho ngoài này nhá. Đây, mình Proxy lại. Ok, với những chỗ này thì mình sẽ cho cây bụi nhá. Mình dùng cái plugin scatter này. Trong phần đá này. Loát này. Đây, với cái đá này mình chọn pick thôi. Pick từng điểm thôi. Đây mình các bạn đang thấy nó hơi to này. Rồi mình sẽ tích trước, không tí mình sẽ chỉnh sửa sau. Tên cho nó đi, ấn vào Generate để chỉnh sửa, các bạn edit này, kéo xuống một scale này, các bạn cho nó 100 này. Đó, nó sẽ nhỏ lại. Ok, giờ mình thêm mấy cái cây bụi này, các bạn ấn vào đây, ấn Proxy, Sender Only, Loát, các bạn ấn Pick nhé.
các bạn rết, các bạn cũng kéo xuống phần scale cho nó nhỏ lại. Ok, giờ mình thêm ở đây, mình thêm một cái cây cái lớn ở khu vực này. Đây, các bạn chọn đây. Vẫn chọn Proxy và Render đi. Ok, đấy là phần mình xong phần thêm phần cây. Ở chỗ này này, mình muốn thêm cho nó cái bậc để đi xuống. Đây, mình sẽ vẽ thêm một cái bậc để đi xuống các bạn nhé. Mình dựng một cái bậc xuống cao 850 650. Mình bo đoạn này lại nhá. Các bạn dùng lệnh flow me này. Đấy, và mình vẽ được cái bạn di chuyển sang 900 nhé. Chuyển này vào đây này. Ok. Đây các bạn vẽ những thanh 15, bán kính 15 là 30 này, 900 này. Các bạn tạo component cho nó này, 90 này. Các bạn quay ra này. Các bạn di chuyển từ đây đến đây nhé. 650 này. Mỗi bậc cao 250 này. Đây là các bạn di chuyển thẳng này. Các bạn khóa trục vào thì nó sẽ không bị loe như bây giờ. Ok, mình group nó lại. Mình đổ cho nó vật liệu Elok. Ok, các bạn đã có cái bậc xuống. Trông nó hơi to thì mình cho nó nhỏ lại một chút nhé. Đang 900 thì mình để nó xuống khoảng tầm 150, 750 thôi. Rồi, về phần dựng hình thì là tương đối là ok rồi đấy. Bây giờ các bạn ấn vào mục Asset Editor này. Ở phần mặt trời này. Ở đây mình đang có cường độ mặt trời thì mình luôn luôn để 1 nhé. Đây là độ mịn của bóng đổ, độ nhòe của bóng đổ ấy. Thì các bạn ấn để khoảng 3 thôi. À, trước tiên cái này là mình trước tiên để lấy ánh sáng là mình phải cài đặt ánh sáng của mặt trời trước. Các bạn mở bảng Shadow lên nhé. Đây mình có bảng Shadow này. Các bạn ấn, các bạn chọn giờ đi, 6 đang là 8 giờ sáng này, 11 tháng 11 đi. Đây, mình sẽ update này. Ok, giờ mình sẽ bật cái ánh, bật hướng chiếu nắng lên. Thì mặt trời đang chiếu. Đây mình, các bạn ấn dùng plugin Solar Color, dùng công cụ. Đấy, các bạn sẽ điều chỉnh hướng ánh nắng mặt trời. Cái này nó hơi nặng nhá, khi các bạn di chuyển thì bạn chờ một lúc thì nó mới hiện lên. Ok, mình để hướng này nhé. Sau khi xong các bạn bỏ tích cái này, xong các bạn update đã. Rồi mình vào phần Vray. Ở đây thì hôm nay mình sẽ chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời cộng với ánh sáng môi trường thôi. Mình không sử dụng đèn nữa. Đây các bạn dùng Medium nhé. Lighting vào phần cài đặt trước nhé. Các bạn chất lượng các bạn để Medium nhé. Sub bit thì các bạn tăng lên 1800 đến 2000 đi. Này lại 0.01 này. 1 này. Bật denoi này, chuyển sang chế độ NVDA AI. Camera lúc nãy mình để 13 này. Cân bằng trắng thì các bạn có thể tích sau, có thể lần trước test đầu thì các bạn có thể bỏ qua. Đây kiểm tra khung hình gen thì các bạn có thể tích vào shape frame này thì nó sẽ gen khung hình trong khung hình này này. Còn EV moment này các bạn có thể để 10 nhé. Hoặc là trời sáng quá để 1 này. Phần color mapping này các bạn để 0.01 trước nhé, 0.01 trước này. Nếu mà tí nó vẫn bị cháy sáng ấy thì các bạn, đây các bạn bỏ tích cái phần brush size này đi nhá. Chỗ này các bạn để 1 này, chỗ này để 8 thôi.
mình test thử nhanh thôi. Giờ mình sẽ test thử ánh sáng nhé. Các bạn kích gen này. Ok, mình đây là mình đang có, đã hiện lên rồi. Về phần nước thì mình tương đối là ok rồi. Phần kính này nó đang bị lỗi. Cái phần chắc là phần chỗ này nó đang bị mòn mặt này. Chỗ này thì cái cây này hơi to, mình có thể bỏ cây này đi. Nhưng phần đá này cũng hơi to này. Mình sẽ cho một cái cây to ở cái vị trí này nhé. Vị trí này này, nó hắt cái ánh nắng xuống chỗ phần khu vực này này. Cho nó thêm sinh động một chút. Ok, mình dừng lại. Tích vào đây để thêm này. Đấy, mình thêm một cái cây đây. Cho nó tạo cho mình cái ánh nắng mặt trời xuống. Mình để zoom lại gần một chút. Ở đây nhân vật chính của mình là ngôi nhà thì mình sẽ muốn ngôi nhà nó sát lại một tiến lại gần một chút để thể hiện rõ hơn. Đây, để xóa đi một cái, vài cái cây ấy, thì các bạn vừa ấn vào chữ EC đấy thì nó sẽ hiện cái dấu chân lên, thì các bạn sẽ xóa những cái cây nào mà các bạn muốn. Đó, mình thì vừa thấy cái cây này chỗ này hơi to, mình vừa xóa đấy đi. Đây, mình xóa cây này đi. Sau khi xóa xong các bạn ấn Generate nhé. Ok, về ánh nắng mặt trời thì mình đã thấy nó hơi vàng một chút. Đây, các bạn để xuống cho nó số 2 này. Chỗ này 1 này. Ánh sáng môi trường. Ánh sáng môi trường này, mình tăng lên 5 nhé. Ánh sáng môi trường thì khi bạn cài đặt ở trong thông số line này thì tự động nó sẽ vào trong ánh sáng môi trường, nó sẽ thay đổi. Vì ánh sáng môi trường là lấy từ mặt trời mà. Khi bạn thay đổi ánh sáng mặt trời thì ánh sáng môi trường nó sẽ thay đổi theo. Đây thì những phần mà hướng ánh nắng chiếu vào ấy, nó đang bị cháy. Đây các bạn kiểm tra kính nhá. Kính ở những cái vị trí này đang bị kính một lớp này. Về phần kính ấy, lúc nãy mình thấy này. Về phần kính nãy mình thấy là cái này đang bị xanh này. Đây thì gần như là những cái kính này đang bị tấm một lớp này. Đây các bạn đang để ý này. Họ dựng hình họ chỉ để một lớp thôi. Bây giờ các bạn ít chút ra. Kính thì bản chất nó là hình khối chứ nó không phải là một cái mặt phẳng như thế được. Ở đây nữa. Đây tất cả cái này những hình khối ok rồi. Những cái chỗ nào một mặt phẳng ấy bằng kính ấy thì nó sẽ bị sai. Đây chắc một mặt này. Đây các bạn ít chút nữa ra. Rồi mình sẽ test lại nhá. Cái cây này mình có lên dịch cho nó ra một tí nhỉ. Đây mình sẽ test lại. Đấy các bạn có thể thấy ánh sáng nó trong xanh hơn một chút này. Những cái cây mà mình đang muốn là để nó tạo cho cái hướng bóng đổ thì nó đang bị che mất cái ngôi nhà của mình. Đấy, cái lỗi của cái kính này nó đã giải quyết được này, nó không bị xanh này, nhưng bên này nó vẫn bị, có thể một cái cửa sổ là bên này nó vẫn đang chỉ là kính một mặt này. Và cái cây này có lẽ bây giờ mình sẽ cho cây nhỏ đi vì nó đang che mất cái nhân vật chính là ngôi nhà mà. Ngôi nhà của mình quan trọng, còn cái cây này gọi là chỉ để trang trí thôi. Cái này các bạn có thể để xa ra hoặc để cao lên thì nó sẽ có những một vài những cái lá ở trên góc này thì nó cũng tương đối ok đấy. Rồi mình stop lại nhá. Rồi mình tăng thêm cả cái cỏ nữa. Cỏ mình đang thấy hơi nhỏ. Đây mình chỉ thêm một cái cây nhỏ đây, nó đỡ che cái ngôi nhà của mình đi. Mất cái tầm nhìn, kể cả mình ngồi trong nhà mình mất ra nhìn, mất tầm nhìn mà mình ở bên ngoài mình nhìn vào cũng sẽ mất cái tầm nhìn ngôi nhà của mình đi. Phần sun này mình chuyển cái này khoảng 0.35 giống như ban đầu đi. Phần thường ấy, mình để nó trắng đi một chút nhé. Phần này mình đang thấy nó hơi đậm. Rồi trước tiên mình cứ gen test thử đã. Đấy, bỏ cái cây đi, nó nhìn nó thoáng hơn này. Đây thì chỗ này thì nó bị cái cây nó che mất cái chỗ khu này mà mình đi mất. Lại mất sáng. Cây này mình nên di chuyển lên một khác. Thêm một vài viên đá đây này cho nó thêm sinh động. Hay mình xóa cây này đi, mình để một cái cây khác. Đấy, là mình
tích thêm một cái cây khác xa hơn một chút. Cây này thì mình lại đang không nhìn thấy gốc của nó. Xóa cây nhỏ đi. Cái màu gỗ này lúc nãy mình gen ra nó hơi đỏ này. Giờ mình đổi cho nó một cái map khác nhé. Đây mình đổi cho nó cái map nó nhạt hơn một chút. Đây mình thấy họ dựng từng cái tấm này mà nó không cách nhau thì cũng không biết để làm gì. Mình chút cho nó tạo ra một cái khe này nữa. Đấy, chút tạo một cái khe này, nhiều khi để khi riêng ra này nó ok. Mình đã sửa xong cái map đấy, giờ mình test lại một lần nữa nhá. Về phần ánh sáng ấy, thì nó đang hơi bị sáng một chút, giờ mình sẽ giảm sáng xuống một chút. Còn về phần phần cái cửa này thì bây giờ nó đang không có cái phản xạ, vì bên ngoài toàn là mặt trời mà nó không có phản xạ vào cái cánh cửa này thì trông nó rất là đơn điệu. Mình có thể sử dụng map HDRI để cho nó phản xạ vào đây để nó bớt đơn điệu đi một chút. Về phần nước này, mình sẽ tăng cái độ xà, độ đậm của nó lên, nó đang hơi nhạt. Cái cây này đang hơi to này, mình sẽ giảm cái cây này xuống một chút. Còn cái mái này đây, mình đã giảm nó nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Đây, cái cây này cũng đang nó đang bị khắc màu một chút này, mình cũng lên thay đổi. Ok, bây giờ mình sẽ thay đổi một lượt nhá. Trước tiên mình cho cái nước để đậm lên một chút này. Phần cỏ này mình nên thay đổi cái map cỏ khác này. Đây mình dùng cái cỏ này đi. Cái cỏ trước thì mình xóa đi nhá. Mình kích vào đây. Kích vào đây này, xóa đi. Ok, cái cây này xóa đi nhá. Mình import cái cây này vào. Đây mình import cái cây này vào nhá. Mình nhầm một chút. Đây, cây nhỏ này cơ. Cây này này. Cây này hơi to này. Ok, giờ mình sẽ tạo cho nó cái HDRI nhá. Các bạn có thể vào Dome này, này. Quay hướng nắng nó về đây này, 45 độ nhá. Các bạn vào phần cài đặt này. Các bạn chỉnh sửa Dome này này. Các bạn loát cho nó một cái map HDRI. HDRI này. Đây, bộ HDRI này thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Tìm cho nó một cái môi trường để cho nó phản xạ vào cái cánh cửa kính ấy, để cho nó tạo cái phản xạ nhìn nó sinh động hơn. Chứ bây giờ cái cửa kính nó đang chỉ có một màu trắng phản xạ của bầu trời thôi. Chọn HDRI. Đây, mình chọn cho nó cái HDRI này nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ những đây, về HDRI thì các bạn chú ý mình quan trọng nhất cái sapphire này, các bạn phải để sapphire. Ok, giờ mình sẽ gen thử nhá. Gen thử so với khi có HDRI. Đây, sau khi đặt HDRI thì các bạn có thể thấy cửa sổ này nó cũng đã có phản xạ. Nó sẽ thêm sinh động hơn. Ánh sáng mình theo mình thì tương đối là ổn rồi. Mình cũng là một người không quá khắt khe. Thì các bạn sau khi gen xong thì có thể tùy chỉnh ở cái bảng thông số này, có thể tùy chỉnh thêm một chút. Còn bây giờ thì với ánh sáng này thì chúng mình sẽ render bước này nhé. Đây còn một chút nữa là mình thấy ở cái khu vực để xe này nó đang quá đồng màu với cái bê tông của bể bơi này.
thì mình muốn cho nó đậm được một chút để nó tách ra khỏi cái nền này. Và mình thêm ở chỗ này, mình thêm trong cái plugin scatter ấy, nó có thêm cái cây cây hoa bụi ấy, thì bây giờ mình sẽ thêm một ít cây hoa vào đây nhá. Mình dừng lại. Về ánh sáng, về ánh sáng thì coi như là mình sẽ dừng lại đây. Đây, cái chỗ phần này này nó đang đồng màu quá này. Mình cho nó cái map đường nhựa đi, material này. Các bạn vào grow. Đây. Các bạn có thể ấn up to selection để chỉnh map của nó ấy. Các bạn ấn B, các bạn vào đây chỉnh để khoảng tầm 2000. Ok. Đây, mình sẽ trồng thêm một ít cây hoa này này. Cái này mình trồng thêm theo điểm nhé. Hoặc là dưới này các bạn có thể tích ấy này, vẽ này, một chuyện về mặt top này. Giờ mình ấn render nhá. Đây, để render thì các bạn vào, mình sẽ... Đây, các bạn điểm qua một lượt này. Bên này mình bỏ tích này. Bên này gen AI nhá. Bây giờ mình để gen độ khỏi 1400 này. Nhân với 2520. Đây, phần này. Để 0.6 đi, 0.5 đi. Environment nhá, mình để 1 nhá. Dome line mình để 60 nhá. Sunlight mình để 1 nhá. Còn các số mặc định này, đây xuống này, xuống mình để 2.5 này. Mình kích trend nhá. Rồi, khi nào gen xong thì mình sẽ lại hiệu chỉnh một chút về ánh sáng, màu sắc. Giờ mình sẽ ngồi chờ nó gen xong thôi. Thời gian render của mình là 1 giờ 10 phút. Ok, đã render xong rồi thì giờ mình bật cái bảng hiệu chỉnh này lên. Phần exposure các bạn kích vào. Các bạn giảm cái phần highlight button này. Để 0.65 nhé. Đây, các bạn có thể tích lại kiểm tra. Đây, các bạn có thể nhấp búp xem sau thay đổi như nào. Phần này mình chỉ thêm một chút tương phản đấy nhé. Rồi, phần white balance này các bạn tăng này lên thêm cho nó một ít này cho nó ấm áp cũng đỡ bị lạnh. Về phần hiệu chỉnh này mình chỉnh rất ít. Mình chỉ có chỉnh phần level.
đây mình chỉ có chỉnh một chút này thôi. Đấy, sau khi chỉnh ấy các bạn tích vào để xem mình làm những mình thay đổi những gì. Ok nhá, các bạn giờ các bạn lưu. Ok, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập vật liệu và setting render trong ngoại thất bài số 2. Nếu các bạn nếu hay thì hãy like and subscribe và đóng góp ý kiến ở dưới comment cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn.